vậy nha. Bây giờ mình đi ra ngoài Paris quận 14 để đi ăn lết xe, ăn tráng miệng, ăn tối nhà mình ra ngoài với con gái ra ngoài Paris. Tối thứ bảy rất là đông xe, có máy trần nè, rất là mát, trời nên mát nữa. Đây là một buổi tối thứ bảy đi ăn với con gái. Trời, tối thứ bảy này rất đông người. Chỉ có ở Paris là buổi tối 9-10 giờ tối đến 12 giờ tối vẫn còn đông người. Còn trong mấy thành phố nhỏ là 9-10 giờ tối là vẫn teo rồi nha. Tối ở Paris không có chỗ đậu xe nên phải đi bộ, đậu xe khá xa để đi bộ lại cái tiệm mà con gái muốn lại. Giờ đi lại cái quán này đây. Bây giờ bắt đầu sẽ đi gọi món tráng miệng nha. Giá tiền món tráng miệng đây, một cái bánh là 10 euro, khoảng 10 tới 11 euro, và có loại 15 nuga là 15 euro, 7 euro. Đây là mama ăn món tráng miệng thôi con, để xe được rồi. Gái hỏi ăn tối thì mình mới ăn ở nhà đâu, không có ăn. Qua đây này. Là c'est une cheesecake et ça c'est moelleux au chocolat. Ah, ça c'est cheesecake et boublon là, c'est ça, ça s'appelle. Ouais, d'accord. Vous connaissez? Non, je vis là et je suis curieux, je sais pas c'est quoi exactement. Je voudrais goûter ça. Ouais, voilà. Mais si je prends plusieurs, je peux pas tout manger quand même. Après, si vous finissez quand même, cette boîte un peu amélioré. Ah bon, c'est bien. Donc, je peux goûter ça. Ouais. Ça c'est quoi? Ça c'est citron. Ça c'est cheesecake. D'accord, cheesecake. Et ça c'est quoi? C'est le même citron aussi. Citron aussi. Pistache, framboise, fraise pardon et oui. D'accord. Je prends le ça avec le citron. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Món này là món của mình. Lê Milin sang gặp Japan. Comment? Bacha. Cái tên mình nghe khó ghê. Bacha. Ơi. Cái nước nóng mà sữa với lại trà xanh. Còn con gái, qu'est-ce que tu bois là? Latte. Latte. Latte classé. Một cái loại cũng là trà sữa lạnh. Wow, merci. Vous voulez les asservir? Vous pouvez faire les petits morceaux ou pas du tout? C'est ce que je vous proposais. Non, c'est bon. Merci. Vous pouvez faire les petits morceaux. Vous pouvez faire les petits morceaux. Họ ra múa cho mình và bày dĩa này kia cho mình.
Cái món bánh này gọi là cheesecake, ni bu blanc. Nếu mà dịch ra tiếng Việt Nam là bánh phô mai trắng, thì họ ăn với lại một cái sốt làm bằng dâu, giống như là một cái dâu xay á, thì mình dùng cái sốt là mình trang lên trên cái bánh ha, là trang cái bánh là mình ăn chung với lại bánh nè, rất là ngon. Giải mình làm cái món bánh dâu, còn cái đây là bánh bánh chanh tạt đi citron. Hai mẹ con đang ngồi trong một cái quán uống nước ăn bánh ngọt buổi tối. Quán này thì ban ngày được cũng bán cơm, thì ở đây là quận 6 và trước mặt mọi người là công viên vườn hoa Luxembourg ở Paris. Ở phía trong nhà hàng đây, mà tại vì hôm nay trời nóng nên con gái muốn ngồi ăn ở ngoài không có vào trong, nhưng mà phía trong thì rất là đẹp ha. Rất là Paris về đêm, trước mặt mọi người là phía sau lưng của nhà hát Odeon ở Paris quận 6. Ở Paris có những cái trạm xe đạp cho người ta thuê xe đạp để chạy, vì Paris kiếm chỗ đậu xe rất là khó. Hai mẹ con đi ăn mà phải đậu xe rất là xa để đi bộ lại cái quán ăn. Đây là quảng trường Odeon. Và đây là nhà hát lớn Odeon ở Paris quận 6. Bây giờ là trên đường đi về đây, 11 giờ rưỡi khuya, gần 12 giờ khuya. Xin chào mọi người nha, bye bye, hôm qua.